Thiên Cấm Sơn, núi Cấm thuộc tỉnh An Giang, nơi đây có nhiều vùng đất hoang hóa nhưng lại là khu rừng phòng hộ đặc biệt, có hệ sinh thái phong phú. Đây cũng chính là khu vực núi duy nhất nổi lên giữa vùng đồng bằng sông Cửu Long, có nhiều loại cây dược liệu phát triển. Nhờ vào tính đặc thù của khí hậu, thổ nhưỡng, vài năm trở lại đây, nhiều bạn trẻ đã tìm cách khai thác, gây dựng vùng sản xuất cây dược liệu như sâm đại hành, xạ đen tại Thiên Cấm Sơn. Trong đó, mô hình sản xuất trà xạ đen của Quách Yến Phượng là điển hình trong việc hướng đến sinh kế cộng đồng, bảo tồn dược liệu quý, bảo vệ rừng, góp phần cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm an toàn, tốt cho sức khỏe. Mình sử dụng cây xạ đen để mình trồng trên những cái cánh rừng ở trên đỉnh núi thì nó sẽ giúp được bà con ở trên đó họ có thể họ giữ rừng và họ có được sinh kế. Đó là mỗi câu chuyện mà mình vẫn vừa môi trường và vừa cái câu chuyện cuộc sống của bà con trên đó. Nếu mà bà con có thể trồng được cây dược liệu xen với những cánh rừng thì có thể là cuộc sống sinh kế tốt hơn. Mình sẽ cố gắng để mà vừa làm được thị trường và vừa làm được nguồn nguyên liệu thì nó sẽ có được câu chuyện là con tìm được đầu ra cho bà con. Cây xạ đen còn được gọi là cây bách giải, cây ung thư. Dịch cây xạ đen tiết ra có các hoạt chất flavonoid, saponin, triterpenoid, quinone, hỗ trợ tốt cho chức năng gan, giúp hạ men gan, giúp đào thải độc, giảm mỡ máu, giúp an thần, ổn định huyết áp. Đặc tính của cây xạ đen chịu hạn cao, ít sâu bệnh, phù hợp điều kiện khí hậu thổ nhưỡng tại vùng đất của Thiên Cấm Sơn. Để có sự chủ động về nguyên liệu sản xuất, Phượng hợp tác với ngành kiểm lâm, liên kết với người dân địa phương triển khai mô hình nông lâm kết hợp, trồng cây xạ đen xen ở những cánh rừng. Diện tích tối thiểu khoảng 500m² mỗi hộ và Phượng chịu trách nhiệm bao tiêu toàn bộ sản phẩm tươi. Quá trình mình nghiên cứu thì mình thấy cây xạ đen này nó rất là dễ trồng. Trên những vùng đất của mình nó phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của vùng đất núi, đó là cái điều kiện thứ nhất. Cái điều kiện thứ hai là đối với cây xạ đen thì nó dễ uống. Và uống nó thơm, nó mát hơn so với một số loại cây mà hỗ trợ gan khác. Cho nên là mình chọn cây xạ đen. Và bản thân cái thứ ba nữa của cây xạ đen đó, là nó ít sâu bệnh. Cho nên là bà con cũng trồng ít không sâm thấp đó. Với điều kiện mà đất ở trên núi là mình trồng theo điều kiện tự nhiên thì nó chỉ có được là hai mùa, mùa mưa và mùa nắng thôi. Nếu mà cây mà nó dễ chết quá thì nó cũng không thành công được. Và cái ít sâu bệnh thì bà con, tại vì trồng cho những cánh rừng thì bà con cũng không có việc mà đi thăm giống như thăm lúa của mình được. Chuyên ngành của em thì học về vấn đề mà kinh tế nông thôn và những cái vấn đề xã hội nông thôn, thì khi ra trường thì cũng bắt cái vấn đề việc làm, thì may là gặp được chị Phượng là trồng về cây xạ đen, thì em cũng có tham gia với chị. Là cây xạ đen thì là một cây dược liệu được trồng ở núi Cấm, thì em tham gia với chị là được hỗ trợ chị trong cái vùng mà nguyên liệu ở trên núi Cấm với người dân. Em có biết những cái khái niệm, những cái quy định về trồng cây, dược liệu nói chung, với lại là nông nghiệp nói riêng, thì trong đó là có cái mật độ cây, mật độ trồng, với lại là người dân ở trên đó thì trồng ở dưới tán rừng. Do đó là cái quy luật của nó là nó sẽ không sử dụng phân thuốc hóa học, nên là hoàn toàn là trồng tự nhiên. Mình liên kết những cái hộ dân trên đó thì mình sẽ cung cấp ươm cây giống cho người dân lên đó, sẽ là hỗ trợ họ trồng cây, rồi đưa ra cái cách thức, cái quy trình trồng với họ. Nguyên liệu cây xạ đen được trồng theo hướng hữu cơ, không hóa chất, đảm bảo được sự an toàn. Sản phẩm làm ra cũng được kiểm định, đủ chất lượng mới phân phối ra thị trường. Song song việc xây dựng vùng nguyên liệu, Yến Phượng thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Thảo An Khang, sản xuất trà xạ đen, phát triển thị trường với thương hiệu sản phẩm mang tên Thảo An. Sau khi thu hoạch, cây xạ đen được đem sấy lạnh ngay ở nhiệt độ từ 35 đến 45 độ C để đảm bảo giữ được dược tính cũng như giữ được màu xanh và mùi thơm của dược liệu. Phần lá khô được lựa chọn để làm trà, đóng bịch, hút chân không. Trong khi đó, phần thân cành cung cấp cho các cơ sở đông y. Hiện nay, công ty mới chỉ dừng lại ở việc sơ chế xạ đen, tạo thành sản phẩm trà khô đóng gói cho ra thị trường. Trung bình mỗi tháng, ba lao động tại doanh nghiệp khởi nghiệp này sản xuất 1.800 hộp loại 500 gram, giá thành là 200.000 đồng một hộp 14 gói, lợi nhuận thu được gần 20 triệu đồng mỗi tháng. Gần đây, doanh nghiệp phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ An Giang, Trường Đại học An Giang, nghiên cứu và thành công trong việc sản xuất trà xạ đen theo dạng túi lọc và trà hòa tan, hướng đến những khách hàng có thu nhập tầm trung. Những sản phẩm này không chỉ mang đến sự tiện dụng cho người dùng, mà còn giúp khai thác tối đa các dược chất.
Bây giờ hiện tại thì mình đang sản xuất là cái dòng trà lá, nhưng mà theo định hướng của chị Phượng thì mình sẽ cho ra những cái dòng tiếp theo là trà tủ lọc, trà hòa tan, những cái loại mà trà dược liệu tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. Thì hiện tại thì em với chị Phượng cũng đã thử nghiệm những cái dòng trà tủ lọc của mình, và sắp sửa thì khoảng năm sau là mình sẽ cho ra mắt cái dòng trà tủ lọc. Dù mới khởi nghiệp được hơn một năm, nhưng trà xạ đen đã được người tiêu dùng đón nhận tích cực. Nhờ đó, tại hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao diễn ra tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang vào tháng 3 năm 2019, gian hàng trà xạ đen được nhiều khách tham quan tò mò nếm thử. Chỉ trong 6 ngày, gian hàng của công ty Thảo An Khang đã bán được hàng trăm hộp trà, doanh thu 24 triệu đồng. Đây là con số khá tốt đối với doanh nghiệp non trẻ này. Hiện sản phẩm đã đến với người dân nhiều tỉnh thành khu vực Nam Bộ như An Giang, Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh và đang hướng đến các thị trường Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre, Tiền Giang, Long An. Sản phẩm của mình nó thực sự mà nói, nếu mà nói miền Bắc thì nó không lạ, nhưng miền Nam mình rất là mới. Tại vì nghe hai từ xạ đen người ta gần như là nghe lần đầu tiên, cho nên mình cũng rất là vất vả trong chuyện kinh doanh của nó. Thì để tuyên truyền cho người tiêu dùng hiểu về cây xạ đen thì mình sẽ tham gia những cái hội chợ. Thì lần đầu tiên mình ra mắt hội chợ hàng, cái người tiêu dùng là tham gia hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao. Rồi cái thứ hai nữa là mình tham gia những cái buổi hội thảo, những cái chương trình thi khởi nghiệp. Thì đó là những cái điều kiện cơ hội mình giới thiệu về cây xạ đen đến với người tiêu dùng. Còn hình thức phân phối của mình hiện tại bây giờ thì cái kênh online, mình bán kênh online, mình ship hàng trực tiếp đến với người tiêu dùng luôn. Và tiếp theo đó thì mình có một số hệ thống offline là bán tại cái cửa hàng để cho người ta nghe được rồi, thấy được rồi trên mạng và thực tế đã từng gặp nó đó rồi thì người ta sẽ chốt mua nó dễ dàng hơn. 2019 là năm khá thành công với cô gái sinh năm 1984 này, khi dự án xây dựng mô hình kinh doanh cây dược liệu hiệu quả tại An Giang của cô giành được giải nhì tại cuộc thi khởi nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long năm 2019. Cuộc thi không có giải nhất, dự án khởi nghiệp của Yến Phượng cũng xuất sắc vượt qua hàng trăm dự án khác để góp mặt tại chung kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thanh niên nông thôn 2019 do Trung tâm BSA và Trung ương Đoàn tổ chức. Việc doanh nghiệp kết hợp với người dân triển khai trồng cây dược liệu trên núi để bảo vệ rừng là hướng đi được ngành kiểm lâm nơi đây khuyến khích. Khát vọng của Yến Phượng là đầu tư nguồn lực để có được quy trình chế biến hiện đại, từ đó nâng cao giá trị nguồn tài nguyên bản địa của vùng Thiên Cấm Sơn, vươn ra thị trường trong nước và quốc tế.